Nhà đất Ngọc Hoa xin kính chào quý khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube bán nhà gỗ, bán nhà thân bình của nhà đất Ngọc Hoa.com. Và hôm nay nhà đất Ngọc Hoa lại tiếp tục gửi đến quý khách hàng một series nhà đẹp tại đường Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà của chúng ta thì nằm trong một khu nhà phố đồng bộ có giá trị lên đến 30 căn nhà quý khách hàng ơi. Và căn nhà của chúng ta thì nằm ngay một xẹt đường Nguyễn Văn Dung nha quý khách hàng. Đó, một khu nhà phố rất là sầm uất tại đường Nguyễn Văn Dung này. Đó, địa điểm phường 6 nha quý khách hàng. Tại đây thì chúng ta có thể thấy này, một khu nhà phố rất là an ninh này, rất là hiện đại, nằm ngay một trục đường của đường Nguyễn Văn Dung nha quý khách hàng ơi. Và quý khách hàng có thể ý này, mà mặt tiền của chúng ta thì là mặt tiền trước nhà đó là 6m, chúng ta có thể di chuyển hai xe hơi tránh nhau rất là thoải mái nha. Đó, và hôm nay thì em sẽ gửi đến quý khách hàng một căn siêu phẩm tại con đường này nha. Tại đây khu nhà phố này thì gia chủ bán hết rồi, thì hiện tại đang còn một căn duy nhất thôi đã còn sót lại. Và căn nhà này thì có một mức giá dưới 7 tỷ nha quý khách hàng. Đó, và đây là căn nhà cuối cùng và một siêu phẩm rất là đặc biệt nha. Và căn nhà của chúng ta thì có một diện tích đó là ngang 4m2, độ dài đó là 15m và được thiết kế đó là một trệt, một lửng, hai lầu và sân thượng trước sau. Và gia chủ đang chào bán với giá đó là 6.980.000 đồng thôi. Giá này thì đang còn thương lượng như quý khách hàng. Bây giờ em sẽ mời quý khách hàng cùng theo chân em cùng di chuyển viên trong chúng ta cùng tham quan căn nhà này nha. Rồi bây giờ em sẽ mời quý khách hàng cùng theo chân em cùng di chuyển viên trong chúng ta cùng tham quan căn nhà này nha. Ở phía ngoài đây thì chúng ta có một khoảng sân, gia chủ trừ chúng ta đó tầm 1m2. Không gian này thì chúng ta có thể để được 2 đến 3 chiếc xe gắn máy nha. Và tiến bước bên trong nữa thì chúng ta có một lớp cửa, đó là cửa nhôm Sifa kính cường lực 10 ly. Gia chủ thiết kế rất là kiên cố. Rồi kép đến này, ngay khi bước vào đây tầng trệt của chúng ta thì chúng ta có một bộ bàn ghế sofa thì gia chủ đã trang trí cho quý khách hàng rồi. Khi mua nhà thì gia chủ sẽ tặng lại cho quý khách hàng luôn nha. Một căn siêu phẩm nhà phố thì gia chủ đã trang trí đầy đủ nội thất rồi, và khi mua nhà thì gia chủ sẽ tặng lại luôn nha. Phía bên trên đây chúng ta có hệ thống trần thật cao, hệ thống đèn chiếu sáng rất là đẹp nha quý khách hàng. Xung quanh tường thì được gia chủ dán những mẫu giấy dán tường rất là đẹp và rất là sang trọng quý khách hàng ơi. Nhà của chúng ta thì có 2 phòng khách, 1 phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh và khu vực sân thượng trước sau nha quý khách hàng. Một cái giá thì rất là rẻ thôi, 6.980.000 giá này thì đang còn bớt lọc một chút xíu thôi quý khách hàng địa chỉ nha. Và căn nhà của chúng ta thì là có hướng đông bắc, phù hợp cho quý khách hàng phong thủy tây tứ chặt nha quý khách hàng. Một khu nhà phố này thì ở rất là yên tĩnh tại đường Nguyễn Văn Dung nha quý khách hàng. Rồi chúng ta cùng tiến vào khu vực giữa nhà này. Giữa nhà thì chúng ta có khu vực cầu thang. Cầu thang thì được gia chủ thiết kế đó là tay vịn được làm từ gỗ, đó là gỗ sồi này. Và kính cường lực thì kính cường lực 10 ly và lót đá hoa cương. Đây chúng ta có một bình bông rất là đẹp. Ở giữa nhà thì chúng ta có một tủ này, gia chủ thiết kế và trang trí những đồ lưu niệm cho chúng ta này. Và đây là khu phòng bếp của chúng ta. Căn nhà này thì đa phần thì gia chủ lấy tông màu trắng và những hệ thống đèn chiếu sáng này là màu vàng. Đi theo những tông màu thì gia chủ đã thiết kế. Tủ bếp này, tủ bếp thì được gia chủ thiết kế cuối nhà. Và đây chúng ta có một bộ bàn ăn sau ghế. Một căn nhà thì toàn bộ nội thất và gia chủ thiết kế phòng bếp này thì rất là đặc biệt quý khách hàng có thể để ý này, những mẫu đề co rất là đẹp như quý khách hàng. Rồi chúng ta cùng di chuyển ra khu vực cuối nhà nha. Cuối nhà thì chúng ta có một nhà vệ sinh là khu vực nhà tắm, thì gia chủ đã thiết kế khu vực cuối nhà. Nhà vệ sinh thì được gia chủ thiết kế đó là mạ vàng cho quý khách hàng này, một màu thì rất là lộng lẫy màu vàng này. Và đây thì ở khu vực cuối nhà thì chúng ta có khu vực khu vực giếng trời. Khu vực giếng trời thì quý khách hàng hãy để ý thì gia chủ thiết kế mạng cây xanh rất là đẹp nha. Rồi bây giờ em sẽ mời quý khách hàng cùng theo chân em cùng di chuyển lên cuộc tầng lửng và khu phòng khách thứ hai chúng ta cùng tham quan căn nhà này nha. Và đây là khu vực tầng lửng của chúng ta thì là một phòng khách thứ hai.
Phòng này thì quý hàng có thể là một phòng khách này hoặc là phòng karaoke. Nếu nhà chúng ta có xe hơi thì chúng ta sẽ tận dụng là đây làm phòng khách. Còn khu vực phía dưới thì chúng ta sẽ để làm một phòng gara xe hơi như quý hàng. Một phòng tầng lửng thì rất là rộng rãi. Phòng tầng lửng này thì gia chủ để trống như quý hàng. Ở đây thì chúng ta có không gian giếng trời, cửa sổ kéo ra này. Rồi, bây giờ em sẽ mời quý hàng cùng thầy chị em cùng di chuyển lên khu vực lầu 1 chúng ta cùng tham quan luôn nha. Ở đây là khu vực phía trước này. Rất là đẹp. Tại đây thì nhà phố tại khu này thì gia chủ đã bán hết rồi, còn sót lại một căn cuối cùng thôi. Quý hàng hãy nhanh tay liên hệ đến nhà đất Ngọc Hoa nha. Và đây là khu vực lầu 1 của chúng ta. Lầu 1 này thì chúng ta có hai phòng ngủ. Và đây là khu phòng ngủ phía sau. Thì với công năng thì gia chủ đã thiết kế đầy đủ nội thất luôn. Tủ quần áo, hệ thống, giường, kệ tivi. Phía sau thì phòng ngủ này rất là thông thoáng. Chúng ta có cửa sổ mở ra chúng ta lấy gió lấy ánh sáng vào nhà. Và không thiếu là một nhà vệ sinh và nhà tắm. Quý hàng gợi ý này, nhà vệ sinh thì được mạ vàng này, rất là đẹp. Đây là vòi tắm này. Phía ngoài thì chúng ta có kính cường lực. Rồi bây giờ sẽ mời quý hàng cùng thầy xin em cùng di chuyển lên khu vực phòng ngủ phía trước chúng ta cùng tham quan nhé. Phía ngoài đây chúng ta có vực hành lang đi này, rất là rộng rãi. Rủ dán những bức tranh dán đường rất là đẹp. Và đây là khu vực phòng ngủ phía trước của chúng ta tại lầu 1, phòng ngủ thứ hai thì cũng đầy đủ nội thất của nhà quý khách hàng. Và gia chủ sẽ tặng cho gói nội thất lên đến 400 triệu đồng. Hệ thống phòng ngủ này thì đầy đủ nội thất rồi. Chúng ta chỉ thiếu một cái máy lạnh thôi. Đó. Thì mỗi phòng ngủ thì đều có nhà vệ sinh và nhà tắm riêng nha quý khách hàng. Và đây là nhà vệ sinh, nhà tắm này. Nhà tắm phía trong ngăn cách riêng đó là một tấm kính cường lực. Phía ngoài thì chúng ta có nhà vệ sinh và bồn rửa tay. Rồi chúng ta cùng di chuyển lên khu vực lầu 2 nha. Và quý thằng gợi ý này, cầu thang thì chúng ta có những hệ thống đèn chiếu sáng rất là đẹp. Và chúng ta đi ban đêm thì chúng ta sẽ không bị bắp chân. Đó, và đây là khu vực lầu 2. Thì lầu 2 thì cũng có hai phòng ngủ luôn nha quý khách hàng. Và đây là khu phòng ngủ phía trước này. Và đây là phòng ngủ phía sau. Hai phòng ngủ này thì gia chủ để trống. Phòng ngủ phía sau thì này thì rất là rộng nha quý khách hàng. Chúng ta nhà chúng ta có nội thất chúng ta sẽ đi kèm thêm nhà vệ sinh này, nhà tắm này, bồn rửa tay này, và đây là không gian giếng trời. Rồi chúng ta cùng di chuyển lên khu vực phòng ngủ thứ 4 chúng ta cùng tham quan nha. Nếu quý hàng nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy liên hệ đến nhà đất Ngọc Hoa có suy thị ở trên màn hình nha. Ngoài ra thì nhà đất Ngọc Hoa đang còn rất nhiều nhà phố đẹp, giá cả rất là rẻ nha. Nếu quý hàng nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy liên hệ đến bên em để sở hữu căn nhà này nha quý hàng ơi. Rồi chúng ta cùng di chuyển lên khu vực phòng ngủ lầu 4 chúng ta cùng tham quan khu vực sân thượng chúng ta có những gì nha. Đây là khu vực sân thượng này. Ở đây thì có khu vực sân thượng phía sau, gia chủ rào chắn rất là an toàn. Tại đây chúng ta có thể phơi quần áo, phơi đồ tại không gian phía sau này nha. Rồi chúng ta cùng di chuyển ra khu vực phía trước chúng ta cùng tham quan. Đó, đây là khu vực sân thượng phía trước quý hàng ơi. Gia chủ đã thiết kế chúng ta đó một bộ bàn ghế roi mây đó, cho chúng ta những dịp cuối tuần thì chúng ta có thể lên đây chúng ta hóng gió thì rất là thư giãn. Khu vực sân thượng này thì rất là rộng rãi nha quý khách hàng. Nó tại đây thì chúng ta không viên thì chỗ 3-4 thoáng nữa thôi thì ở đây thì chúng ta sẽ có một khu rất là VIP nha quý khách hàng, chung cư này.
và khách sạn. Đó, và đây thì chúng ta cũng có nhá. Phía trước đây là khu vực nhà phố của chúng ta. Đó, khu vực nhà phố này tại đường Nguyễn Dung. Và em cũng xin nhắc lại, và căn nhà này có diện tích đó là ngang 4m2, độ dài đó là 15m, và được thiết kế đó là một trệt, một lửng, hai lầu và sân thượng trước sau. Và giá gia chủ đang chào bán với giá đó là 6.980 triệu đồng thôi. Giá này đang còn bớt lọc một chút xíu cho được quý khách hàng thiện chí nha. Nếu khách hàng nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy liên hệ đến bên em nha. Và quý khách hàng hãy nhớ đăng ký kênh và subscribe để ủng hộ nhà đất Ngọc Hoa nha. Và em cũng xin kính chào quý khách hàng và hẹn gặp lại quý khách hàng một video khác.